nhận vườn tàu em đến thăm anh đường quang trung nắng đổ xa xôi mà em đâu có ngại khi tình yêu ngôn ngút cao lên rồi ta nhìn nhau bâng khuâng đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn ngày mai ra đơn vị đường trần hay lối mộng thôi từ đây biết ra sao nếu chúng mình ước hẹn ngày tao ngủ xa quá anh ơi thời gian xin lắng đọng đêm tình thương tô thắm đôi môi hồng đây một phong thư xanh trao đến người để quên đi những đêm quan trường sau cú đơn hiu quạnh vùi đầu bên chén trà tìm đâu chung vui mãi trường tuổi học sinh đẹp như gấm hoa anh đi ngày mai trên chiến địa nơi đây tình yêu em vẫn đợi cầu xin non nước mình được yên vui thái bình tìm trao ước hẹn giờ tao lưu luyến bên nhau mừng vui chưa nói được cạn lời giờ chia tay nắng nề ngày mình thay chân bước đi không đành vui đời trai phong sương phải gánh nặng tình non sông chân miệt mài dù núi biết sông dài dù trời cao đất lạ đừng buồn nhé học sinh đẹp như gấm hoa anh đi ngày mai trên chiến địa nơi đây tình yêu em vẫn đợi cầu xin non nước mình được yên vui thái bình tìm trao ước hẹn ngày mình
phong sương, vai gánh nặng tình non sông bước chân mệt mài, dù núi biếc sông dài, dù trời cao đất lạ đừng buồn nhé em. Dù núi biếc sông dài, dù trời cao đất lạ đừng buồn nhé em. Dù núi biết sông dài, dù trời cao đất lạ đừng đi rất hay. Bản thân tôi cũng mua một cái nữa để tôi nghe nữa. Vậy quý vị coi luôn á, mình quay đó, quay đó, quay thấy không? À, nếu quý vị yêu mến cháu nó thì ủng hộ cho nó, bởi vì nó đến đây nó cũng để đóng góp cho chùa thôi, thì giúp cho cháu nó. Đó là lời tha thiết của Hồng Nga nói cho quý vị. Và bây giờ Hồng Nga có dặn xe, Hồng Nga bây giờ xin phép chào tất cả quý vị. Hẹn năm tới mình gặp nhau. Ok. Cô Hồng Nga ơi, cô có biết rằng là cô Mỹ Phương này cô lái xe 4 tiếng đồng hồ mới tới đây được đó cô? Dạ, nhưng mà con cũng thay mặt cho sư bà chùa Xá Lợi cảm ơn cô Hồng Nga đã tới đóng góp tiếng mình, tiếng hát của cô để mà cúng dường và tiếng hát cũng như là để nguyên được một số tiền tới 600 mấy chục đô được đấy nghe cô. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều, cảm ơn em rất là nhiều. Và quý vị ơi, mãi vô, 5 đồng cây.